Xin chào tất cả tất cả các anh chị nhá. Thì hôm nay thì em Khánh đang có mặt tại một cái trang trại quy mô rất là lớn. Hiện tại giờ nó rơi khoảng 150 nái và hơn 1.000 thịt. Và hôm nay em Khánh xin chia sẻ với tất cả các anh chị về giải pháp để chúng ta điều trị E. coli gây tiêu chảy trên heo con nhá. Thì chúng ta thường biết được đối với cái bệnh E. coli này thì gây tiêu chảy và con heo của chúng ta nó sẽ mất cân bằng về vấn đề liên quan đến là cái lượng nước ở trong cơ thể. Thì cái gì sắp xuất thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị về cái giải pháp nhá. Tôi sẽ bắt một cái con lợn này. Đấy, nếu con trường hợp nhá, con heo của chúng ta mà nó tiêu chảy quá thì cái giải pháp thì chúng ta có thể sử dụng đến biện pháp nhỉ. Chúng ta sử dụng cái đường nguyên tử của bên công ty Suvec. Được chưa? Thì sau đó nhá, chúng ta nhìn thấy này, cái điểm rãnh vú đầu tiên này thì cái xoang phúc mạc thì nó sẽ nằm đối diện nhau với cái rãnh vú đầu tiên này. Thì chúng ta lấy khoảng đối với con heo này nó rơi khoảng 3 cân. Cái chỉ số xác suất ấy thì chúng ta sẽ lấy cái đường nguyên tử và chúng ta tiêm trực tiếp vào trong xoang phúc mạc này. Để thứ hai, thứ nhất là nó giảm nhu động ruột và nó có tác dụng là trợ tim và chống được cái tiêu chảy trên con heo. Và sau đó nhá, chúng ta có thể là sử dụng đến cái dịch tiết Aragin này. Chúng ta cộng với cái sản phẩm gọi là khắc tinh thương hàn này, gọi là Enro 10%. Chúng ta kết hợp hai sản phẩm này vào, chúng ta tiêm đấy ạ, trực tiếp vào cái vị trí đây, cái ngọn tai của nó thì nó sẽ đối diện ở đây và chúng ta tiêm vào cái vị trí giữa này của con heo. Thì sau khoảng 2 mũi kháng sinh thì nó sẽ giảm tối thiểu về vấn đề là liên quan đến tiêu chảy do E. coli trên heo. Chúng ta rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.